Tập 43. Chính quỷ, chúng ta đợi ở đây mấy ngày rồi, nhưng một tên giặc cũng không thấy đi qua. Tôi thấy lần này anh đoán sai rồi. Đại đội trưởng, theo tình báo thì lữ đoàn của giặc sẽ tiếp cận gần với Hỷ Phong khẩu. Còn nhìn đường núi bên dưới đi, đó là con đường mà đại đội vận chuyển nhất định phải đi qua. Còn phải có lòng tin với tôi, phải có lòng nhẫn nại mới câu được cá lớn. Chúng ta đang ôm cây đợi thỏ. Tôi sợ chúng ta cân gốc nghếch đời như vậy, chí khí của các chiến sĩ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta cứ trực tiếp đánh thẳng tới Bạch Đại Tử đi. Ở đó có giặc. Đại đội trưởng muốn đi nạp mạng sao? Bạch Đại Tử có một sư đoàn của giặc. Còn nhìn xem chúng ta có bao nhiêu người, còn chẳng bỏ dính răng cho bọn chúng. Không phải anh nói Tề Chiêu đánh hết đám giặc ở Bạch Đại Tử rồi sao? Vậy cũng không phải nơi chúng ta có thể đánh được. Biết không? Không phải nói chứ, quốc quân đúng là vẫn còn hảo hán. Đồng chí Lý Đông Minh, anh là chính quỷ. Xin chú ý lập trường, giai cấp của anh. Quốc quân là kẻ địch của chúng ta. Chúng phái mười mấy vạn quốc quân bao vây khu Ưng Tô của Giang Tây đó. Đại đội trưởng nói không sai, nhưng tôi cho rằng Giang Tây là Giang Tây, Trường Thành là Trường Thành. Ít nhất thì đám quan binh đánh giặc ở Trường Thành đều là anh hùng. Đúng, tôi nghe nói đại đội quân của Tề Chiêu ở Phong Quả Đài của Dương Giác Lĩnh đã vô cùng anh dũng kháng Nhật. Nghe đi, phía trước có động tĩnh ẩn nấp. Đúng là có con cá vô chưa giờ lưới. Các đồng chí chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị. Đánh. Dùng tay nổ lựu đạn. Không hay rồi, có quân tập kích. Hai xe quân quả đang vận chuyển tới sư đoàn của hai xe Gawa. Đường nước không được xảy ra vấn đề. Nhanh lên, đổi đường khác rút lui. Dừng lại. Chính quỷ, bọn giặc chạy rồi. Anh cả ở đây tôi dẫn người đuổi theo. Không được, không thể đuổi. Tại sao? Bọn giặc thông minh lắm. Nó không chỉ có bom, dù chúng ta theo đó. Lập tức rút lui. Vậy chúng ta phải lãng phí đạn à? Đánh giặc làm sao vừa đánh lại thành công? Có câu 10 lưới bắt cá 9 lưới sổng 1 lưới thành công. Được cá đem rút. Tham mưu trưởng, chuyện là như vậy. Mọi người gặp tập kích của thổ phỉ. Đúng, là quân đội Trung Quốc. Là thổ phỉ, có hơn 100 người. Một tiểu đội bị thổ phỉ dọa sợ chạy mất. Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ, xin trưởng quan trách phạt. Không cần trách phạt cậu. Cậu lập tức điện báo cho Hasegawa. Nó là quả quân mà anh ta cần. 5 ngày sau sẽ tới. Rõ. Sư đoàn trưởng, có điện báo của bộ lữ đoàn. Đọc đi. Quân quả anh cần 5 ngày sau sẽ tới. Khốn kiếp, sư đoàn trưởng, nhất định là tên khốn Yamaya kia cố ý muốn tôi không đánh được Dương Giác Lĩnh, muốn ép tôi mổ bụng tự tử. Tên khốn đó, tôi đã hỏi rồi, bộ lữ đoàn đúng là đã phái người tiếp tế quân quả cho chúng ta, nhưng giữa đường gặp phải công kích của thổ phỉ, vậy nên đội vận chuyển là phải quay về. Bộ lữ đoàn cần thời gian mấy ngày tìm kiếm đường vận chuyển khác tránh thổ phỉ. Được rồi, cho dù không có đạn dược tiếp tế, tôi cũng nhất định phải chiếm được Dương Giác Lĩnh. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải cậu cũng có một cái sao? Đại đội trưởng, phía trên phát cái này là muốn chúng ta đeo ban đêm đi ngủ. Sao ban ngày cũng phải đeo vậy? Tôi muốn dọa đội đại đao. Ai biết hôm nay quân Hoàng Hiệp tới, có phải đội đại đao kia mạo danh tới không? Đại đội đao mạo danh quân Hoàng Hiệp sao? Có khả năng đó. Tôi cũng phải về đeo đã. Đứng lại. Họ tới ngay rồi.
Đoàn mô phỏng quân Hòa Bình Thái Hà Nhĩ. Quân Hòa Bình là quân ngũ thế nào? Chính là quân Hoàng Hiệp. Một bộ phận là người Trung Quốc đầu hàng, một bộ phận là thổ phỉ thu nạp được. Đúng là không hiểu nổi. Cậu xem một tiểu đoàn tạp nham của Trung Quốc, vậy mà lại bắt đại đội trưởng của Hoàng quân tới tiếp đón. Cậu thấy chuyện này như thế nào? Đội trưởng, tôi thấy ngài có thể kết bạn với trung đoàn trưởng đó. Tại sao? Tôi nghe nói gian tế Trung Quốc mai phục trong nội bộ quân Hoàng Hiệp, nghe nói khi chiến đấu không phải liều mạng, hơn nữa còn nói người Trung Quốc không giết người Trung Quốc. Tôi không hiểu. Cậu nói chuyện đó nghĩa là gì? Đại đội trưởng, mặc dù cấp trên phát cho chúng ta nẹp cổ, nhưng mà ngài thấy có tác dụng không? Nó thực sự có thể chống lại đau chứ? Tôi từng hỏi đội trưởng về binh rồi, anh ta nói là chém không đứt. Tối qua tôi uống rượu với đội trưởng về binh, anh ta nói thật với tôi, một đao không đứt, nhưng ba đao thì có thể chém đứt, cũng không bảo vệ được đâu. Phải làm sao? Kết bạn với trung đoàn trưởng kia thì chúng ta có thể đổi quân phục. Hoàng quân đi đổi quân phục với quân Hoàng Hiệp à? Đầu của cậu có vấn đề không? Đại đội trưởng, như vậy tối nay ít nhất chúng ta có thể ngủ ngon nhất. Cho dù đại đội đao tới tập kích, ít nhất sẽ không lấy đầu của chúng ta. Ý cậu là mạo danh quân Hoàng Hiệp sao? Đúng, vì người Trung Quốc sẽ không giết người Trung Quốc. Đúng vậy. Họ tới rồi. Đi. Sư đoàn trưởng Đô Ghi, cậu đeo cái đó cảm giác thế nào? Ngoài việc đầu chuyển động bất tiện ra thì những thứ khác đều ổn. Nô Ghi, tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho cậu. Sư đoàn trưởng xin hạ lệnh. Cậu sẽ làm theo chứ? Quân nhân coi phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm. Rất tốt. Tôi phái cậu lập tức tới Dương Giác Lĩnh. Tới Dương Giác Lĩnh. Đúng. Làm sứ giả đưa tin. Trưa ngày mai tôi muốn hẹn Tề Chiêu ở con sông giữa Dương Giác Lĩnh và Bạch Đài Tử gặp nhau đàm phán. Đàm phán? Không sai. Nếu như có thể không tốn một viên đạn nào, có thể được giải quyết vấn đề của Dương Giác Lĩnh, vậy thì không gì tốt bằng nữa. Tại sao không thử? Sư đoàn trưởng, phái một tham mưu đi không phải là được rồi sao? Tại sao lại phái tôi? Cậu hỏi hay lắm. Trong mắt quân phòng vệ, cậu chỉ là một tướng bại trận. Cậu đi làm sứ giả đưa tin, họ nhất định không để ý tới cậu. Tới khi đó nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Sư đoàn trưởng, tôi kháng nghị. Anh cố ý muốn tôi xấu mặt. Anh đang sỉ nhục nhân cách của tôi. Nhân cách? Cậu có nhân cách sao? Nếu cậu có nhân cách, cậu đã không rút lui ở Dương Giác Lĩnh rồi. Nếu cậu có nhân cách, đã không đeo cái vòng kia lên cổ. Sư đoàn trưởng, vòng này do anh hạ lệnh phát. Tôi bảo cậu đeo vào ban đêm đi ngủ, không bảo cậu ban ngày đeo mất mặt như vậy. Chí khí của tướng sĩ đều bị tên ham sống sợ chết của cậu làm mất hết rồi. Tôi không phải tên ham sống sợ chết. Được vậy, cậu chứng minh đi. Bây giờ cậu tới Dương Giác Lĩnh đeo thêm cả cái vòng nực cười này. Tại sao? Nếu như họ hỏi, cậu nói là sợ đội đại đao của họ chém đứt đầu. Nếu như anh đang sỉ nhục tôi thà không làm đại đội trưởng nữa. Tôi muốn tới đại sứ quán quân sự tố cáo anh. Một tên đào binh có tư cách gì tố cáo? Tôi muốn quyết đấu với anh lấy lại danh dự của quân nhân. Danh dự của một quân nhân chỉ có thể đạt được trên chiến trường. Nô Ghi, chỉ cần cậu làm theo lời của tôi, tôi đảm bảo cậu có thể xóa hết nhục nhã trên phong hoa đài ở Dương Giác Lĩnh. Thật sao? Quân nhân không nói dối. Tôi có thể lấy sinh mạng mình và vinh quang của cả sư đoàn đảm bảo với cậu. Được, tôi nhận mệnh lệnh, lập tức tới Dương Giác Lĩnh. Nhờ cậu đó. Tới đó kiểm tra đi. Đứng lại. Một người cầm cờ Nhật tới đầu hàng sao? Kiểm tra cho tôi. Rõ. Chỉ huy, tất cả bình thường. Họ tên, đội nào, khẩu hiệu, chức vụ gì? Tôi là Nogi Taro, là đại đội trưởng của đội 1 sư đoàn Hasegawa. Tiếng Trung nói lưu loát lắm. Tại sao lại tới đầu hàng? Tôi không phải tới đầu hàng, tôi tới đưa thư. Đưa thư? Thư đâu? Hôm nay tôi tới là chuyển lời Hasegawa Chiro tới Tề Chiêu. Dẫn đi, rõ. Đi.
Báo cáo tiểu đoàn trưởng, người này nói là tới đàm phán. Là cậu? Mấy ngày trước là cậu dẫn quân tới đánh Dương Giác Lĩnh. Đúng. Thủ hạ bại tướng tới đưa tin. Thật thú vị. Trên cổ cậu đeo cái gì vậy? Cổ tôi bị trật khớp, phải đeo cái này. Tháo xuống cho tôi kiểm tra. Cậu nói dối. Trên cổ cậu không hề bị thương. Làm trò gì vậy? Nói. Nếu như họ hỏi tại sao lại đeo cái này, nhất định phải nói thật với chúng, trỗi dậy ngạo khí của chúng. Nhớ rõ, Trung Quốc có câu binh lính kiêu ngạo ắt sẽ thua. Cậu đừng nổ súng. Tôi nói thật. Tôi sợ đội đại đao của mấy người chặt đầu tôi. Bịt mắt hắn lại. Rõ. Dẫn đi. Lão Tống, từ hôm nay trở đi, anh chính là đại đội trưởng của đội đại đao. Thiết Truy, cậu chính là phó đội trưởng. Rõ. Trư đội trưởng, vậy đội trưởng Mã của chúng ta. Đội trưởng Mã chắc chắn hy sinh rồi. Các anh em đi cùng với đại tráng chắc cũng đã hy sinh. Đợi đám giặc rút lui, tôi nhất định lập bài vị ở Dương Giác Lĩnh cho các anh em đã mất. Lão Tống, Thuyết Truy, có. Đại đội đại đao có thể nói là con dao sắc đầu tiên chúng ta dẫn dắt. Vậy nên sau này mọi người phải dẫn dắt đội cho tốt. Rõ. Đi. Báo cáo trung đoàn trưởng. Đám giặc Bạch đại tử phái một sứ giả đưa tin tới. Sứ giả chính là tên lần trước công đánh Phong Quả Đài bị chúng ta đánh cho bỏ chạy. Tên này đúng là nực cười, còn đeo cái dòng sắt trên cổ. Hắn nói thế nào? Tôi thẩm vấn rồi. Nói là sợ đội đại đao chúng ta chặt đầu nên mới phát cho mỗi người một cái. Tháo bịt mắt xuống đi. Rõ. Xin hỏi ai là Tề Chiêu? Là tôi. Tề Chiêu, tôi là Nogitaro. Lần này tôi tới là chuyển lời của Hasegawa tới anh. Nói. Sư đoàn trưởng Hasegawa muốn hẹn Tề Chiêu đàm phán. Đàm phán? Đàm phán cái gì? Giải quyết vấn đề giao chiến ở Dương Giác Lĩnh. Giải quyết rất dễ. Bảo quân Nhật các người rút lui hết đi, lập tức rút về Nhật Bản. Vấn đề giao chiến đương nhiên không còn. Nếu như Tề Chiêu anh kiên quyết nghĩ như vậy, cũng có thể đề xuất khi đàm phán với chúng tôi. Họ sẽ đồng ý chứ? Cái đó tôi không biết. Địa điểm thời gian đàm phán ở đâu? 12 giờ trưa mai ở con sông giữa Bạch Đại Tử và Dương Giác Lĩnh. Vậy cậu có còn lời nào muốn truyền đạt nữa không? Chỉ có vậy thôi. Vậy tôi muốn hỏi cậu, thứ trên cổ cậu đeo suốt cuộc là cái gì? Cái đó, đại đao của Tề Chiêu anh quá lợi hại. Chúng tôi chỉ dùng cách đó để bảo vệ bản thân. Tề Chiêu, trưa mai anh sẽ tới bờ sông đó chứ? Nếu như anh sợ, có thể không đi. Cậu Nogi, giữa tôi và cậu, suốt cuộc là ai sợ ai? Điều này không cần tôi nói. Tề Chiêu, nếu như anh không yên tâm, anh có thể dẫn theo đại đội của anh để bảo vệ. Xin hỏi sư đoàn trưởng các anh, rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu quân phòng vậy? Khoảng 35 người. Chỉ có chút ít vậy thôi sao? Tề Chiêu, trong cuộc đàm phán ngày mai, anh không mang theo đao được không? Báo cáo lữ đoàn trưởng, quân binh tới rồi, 27 quân chủ lực đều tới đủ. Quá tốt, thông báo cơ quan lữ đoàn, tất cả cùng tôi tới cổng đón mọi người. Rõ. Mọi người nói xem, cuộc đàm phán ngày mai của Hasegawa Chiro suốt cuộc có tác dụng gì? Còn phải nói sao? Họ bị chúng ta đánh cho sợ, muốn tìm bậc thang bước xuống. Câu này có nghĩa là gì? Còn không rõ à? Đều đều là sư đoàn trưởng của quân Nhật mà còn đeo vòng cổ người không ra người, chó không ra chó. Đây không phải chính là truyền kỳ chiến trường sao? Đúng rồi, vậy là đúng. Hasegawa Chiro ngày mai muốn đàm phán, nói thẳng ra chính là muốn nhận thua. Vậy cậu nói xem, ngày mai anh ta sẽ đàm phán chuyện gì? Theo tôi đoán, 8-9 phần thì ngày mai sẽ đề xuất hai bên nước sông không phạm nước giếng. Lực lượng của chúng ta còn yếu như vậy. Nếu như thực sự làm một lần cho trót, tôi nghĩ đây là chuyện tốt. Ít nhất có thể nắm bắt thời gian đào xong đường hầm trú ẩn trước. Bởi vì theo tôi đoán, trận chiến lần sau, đám quân Nhật đó nhất định dùng tới máy bay rồi. Vậy cho nên, hầm trú ẩn chính là điều tất yếu.
Tôi và tiểu đoàn trưởng có suy nghĩ khác nhau. Tôi thì thấy Hasegawa Chiro muốn đầu hàng trung đoàn chúng ta. Đầu hàng? Thủ hạ bại tướng còn dám đầu hàng? Sư đoàn Hasegawa nếu giờ đã thua trung đoàn chúng, đối với 29 quân chúng ta mà nói, đối với các anh em dọc trường thành mà nói, thì là tiếng trống cổ vũ cực lớn. Ý cậu là suy tính Hasegawa Chiro, nếu anh ta đầu hàng thành công, sẽ công kích 29 quân chúng ta, còn cả chí khí các đội quân bảo vệ trường thành sao? Đúng là ý này. Trung đoàn trưởng, tôi đột nhiên thấy có một khả năng khác. Hasegawa lợi dụng cơ hội đàm phán này muốn trừ khử anh, ám sát. Có khả năng đó, không thể không đề phòng. Có câu bắt giặc phải bắt vua trước. Hasegawa Chiro là người am hiểu Trung Quốc, hắn ta không thể nào không hiểu đạo lý này. Chỉ cần trừ khử anh, đại đội đại đao sẽ mất đi chủ chốt, trung đoàn sẽ trở thành rắn mất đầu, mặc cho hắn xử lý. Khả năng này rất lớn. Trung đoàn trưởng, lần đàm phán này tốt nhất không nên đi. Hasegawa Chiro, tôi thì lại muốn biết hắn rốt cuộc có âm mưu gì. Vậy được, tôi và Thiết Trùy sẽ dẫn theo đại đao tới bảo vệ anh. Tôi cũng có ý này. Hasegawa Chiro là người âm hiểm độc đoán. Đây là chuyện nằm trong dữ liệu của tôi. Báo cáo. Tào Tào, cậu tới rồi. Hà Tào Tào dẫn theo trung đội bắn tỉa tới cứu viện trung đoàn 1. Trung đoàn trưởng, Tào Tào tới thật đúng lúc. Tôi có ý này. Ngày mai tới bờ sông đàm phán. Bên cạnh bờ sông có một rừng cây. Để Tào Tào mai phục ở đó. Một súng bắn chết tên đó đỡ phải lôi phôi nhiều. Ý hay lắm, tôi tán thành. Trung đoàn trưởng, muốn tôi xử lý ai? Cậu qua đây. Trung đoàn trưởng, ngày mai anh đi đàm phán sao? Đúng vậy. Anh muốn tôi mai phục trước, sau đó ám sát đối tượng đàm phán với anh. Sao? Có nắm chắc phần thắng không? Có nắm chắc, không còn phải xem địa hình mới được. Nhưng mà trung đoàn trưởng, xin đừng đưa mệnh lệnh vô sĩ đó cho tôi. Tên nhóc này nói năng kiểu gì vậy? Cái gì mà mệnh lệnh vô sĩ? Đó là giết giặc. Tôi nằm mơ cũng muốn giết giặc. Ngày đầu tiên ở trường quân sự Bạc Liên Đức, xạ thủ bắn tỉa đã nói với tôi, nguyên tắc đầu tiên của tay bắn tỉa chính là phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên vô điều kiện. Nhưng mà đối tượng dám tới không bao gồm nhân dân vô tội và đại biểu đàm phán trong quân đội. Sao lại nói như vậy? Đó là nguyên tắc nghiệp vụ của tay bắn tỉa. Nếu như đây là mệnh lệnh của tôi, cậu có phải định kháng lệnh không? Tôi chấp hành mệnh lệnh, chẳng phải chính là giết đại biểu của địch sao? Được, chuyện này tôi sẽ làm. Nhưng mà tôi sẽ không ra tay lúc mọi người đang đàm phán. Chuyện đó không đúng với tinh thần tướng sĩ Russia. Cậu là tướng sĩ Russia sao? Cậu có biết cậu là quân nhân Trung Quốc không? Quân nhân Trung Quốc phải giữ chữ tín. Tôi từng thề trước mặt thầy giáo. Vậy nên tôi không thể phản bội lời thề của mình. Cậu, đội trưởng Tống, có. Ngày mai anh dẫn theo đội đại đao tới bờ sông đó mai phục trước. Rõ. Ngày mai tôi cũng tới bờ sông. Không phải cậu nói ngày mai không ra tay sao? Tôi phải dẫn theo đội bắn tỉa tới bờ sông dạy học địa hình. Được. Đúng rồi, tham mưu Hà, có. Ngày mai thôn trưởng ở thôn phía sau muốn dẫn người dân tới thăm hỏi chúng ta. Cậu đi tiếp đón họ đi. Rõ. Trung đoàn trưởng, thôn trưởng nào vậy? Chính là hướng dẫn viên mấy hôm trước dạy đường tắt cho chúng ta. Tiểu Mai, đội trưởng, phòng của anh thu dọn xong rồi. Ai thu dọn vậy? Là em. Em, đúng vậy, làm theo mệnh lệnh của anh. Bịt lỗ chuột, sắt vô vào góc tường rồi. Ga giường cũng khử độc rồi, đảm bảo bọ chét không vào được. Phòng tắm đâu? Báo cáo đội trưởng, bởi vì điều kiện đơn giản, không thể xây được phòng tắm. Được, em vất vả rồi, phòng tắm anh tự giải quyết. Đội trưởng, không nhìn ra, anh cũng rất chú ý vệ sinh cá nhân đó. Không giống những người lính khác. Cả người đầy mùi mồ hôi. Em đang chê anh sao? Không có, em chỉ là không hiểu. Anh chú ý vệ sinh cá nhân như vậy, sao lại làm lính bắn tỉa? Nghĩa là sao? Nghe nói khi tập huấn bên ngoài quan giả, 2 ngày 2 đêm nằm bò trên đất không được động đậy. Đúng vậy, khi anh tập huấn bên Đức, 2 ngày 2 đêm nằm bò trên đất không được cử động, thường xuyên có rắn, còn có cóc nhảy qua chân anh nữa. Vậy mà anh không sợ sao? Có gì mà đáng sợ? Chỉ vậy thôi đã sợ, thì làm sao làm được tay bắn tỉa ưu tú? Đội trưởng anh lợi hại thật, em ngày càng sùng bái anh hơn rồi. Được rồi, Tiểu Mai, không còn sớm, em bao giờ nghỉ ngơi đi. Em ở đâu? Phòng nghỉ của binh sĩ. Anh quên mất em là nữ binh. Làm sao đây? Như vậy đi, em ngủ ở giường của anh đi. Vậy còn anh? Anh tới ngủ cùng các tướng sĩ khác vậy. Anh đừng đi, em sợ lại một mình lắm. Vậy phải làm sao? Anh ở lại với em đi. Vậy sao được? Sao lại không được?
Hà Tiểu Mai, em đừng quên thân phận của mình, đây là quân doanh. Anh họ. Được rồi, em nghỉ ngơi ở đây đi. Anh tới ngủ cùng các binh sĩ khác. Anh họ. Mình thích anh ấy như vậy, tại sao anh ấy không hề dao động chứ? Ngốc nghếch, cô gái tốt như mình tìm khắp nơi cũng không có người thứ hai đâu. Lữ đoàn trưởng Yamaya, đạn dược bổ sung cho sư đoàn Hasegawa đã tới chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Đối qua đại đội vận chuyển quân quả giữa đường gặp thổ phỉ mai phục. Để bảo vệ an toàn quân quả, đội vận chuyển đã phải quay về. Tại sao không gia tăng phòng vệ? Lô đạn dược này rất quan trọng với Hasegawa Chiro, cậu biết không? Tôi hiểu, tôi đã phái một đại đội tìm kiếm, lục soát hai bên đường đi rồi. Không kịp nữa rồi. Chúng ta phải xây dựng trận địa pháo đài ở Bạch Đại Tử, phải chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Tôi lập tức thông báo đại đội vận chuyển đi chuẩn bị. Ngày mai sẽ vận chuyển đạn dược quân quả bổ sung cho sư đoàn Hasegawa. Yamaya, cậu và Hasegawa đã từng có chuyện không vui vẻ. Chuyện đó tôi biết, nhưng tôi không hy vọng về chuyện đó ảnh hưởng tới lữ đoàn chúng ta lập công cho đế quốc. Tuân lệnh. Ngày mai là trận cuối cùng, Hasegawa thực hiện lời hứa rồi. Đúng, gửi điện báo cho Hasegawa đối với trận chiến ngày mai ở Dương Giác Lĩnh. Bởi vì không đủ đạn dược, chưa có được mưu lược rõ ràng, có thể kéo dài thời gian. Rõ. Sư đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng đích thân gửi điện báo tới. Đạn dược không đủ, mưu lược chưa rõ ràng. Bộ lữ đoàn phê chuẩn sư đoàn Hasegawa kéo dài thêm mấy ngày hành động tiến công Dương Giác Lĩnh. Sư đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng đúng là rất quan tâm chúng ta. Điện báo này đúng là khiến tôi rất ấm áp. Lập tức gửi điện báo về lữ đoàn, nói là Hasegawa Chiro giữ vững lời hứa, quyết không thay đổi. Gửi đi, một chữ cũng không được thiếu. Lập tức gửi. Rõ. Dương Giác Lĩnh. Tham mưu trưởng, có điện báo của sư đoàn trưởng Hasegawa. Đây là điện báo Hasegawa Chiro đích thân gửi sao? Đúng vậy. Lui đi. Rõ. Hasegawa Chiro ngu xuẩn, lữ đoàn trưởng đã cho cơ hội rồi, vậy mà lại không nắm bắt. Được, tôi sẽ xem. Không có pháo binh cứu viện, anh đã dùng bao nhiêu thi thể binh sĩ đế quốc đổi lấy thắng lợi. Cho dù có thể chiếm được phong quả đài của Dương Giác Lĩnh, thương vong đội quân quá lớn, tôi cũng có thể đuổi anh đi, để anh cút khỏi đội quân giả chiến. Báo cáo trung đoàn trưởng, đội đại đao chuẩn bị sẵn sàng. Xin trung đoàn trưởng chỉ thị. Biết rồi, đợi Tạo Tạo tới, chúng ta xuất phát. Báo cáo. Báo cáo. Tạo Tạo đâu? Báo cáo trung đoàn trưởng, đội trưởng chúng tôi dẫn theo đội bắn tỉa xuất phát rồi. Nhiệm vụ còn chưa giao, vậy mà cậu ta lại đi như vậy. Trung đoàn trưởng, đội trưởng chúng tôi nói tối qua đã giao nhiệm vụ xong rồi. Tên nhóc khốn này, nhiệm vụ quan trọng như vậy mà cũng không tham gia. Lúc nào cũng làm như mọi chuyện không liên quan đến mình. Báo cáo lữ đoàn trưởng, đội đại đao đã tập kết xong, xin chỉ thị. Được, nghiêm, rõ. Các anh em nghe lệnh, chúng ta tới bãi cỏ. Nhớ kỹ phải chú ý ẩn nấp. Bởi vì đội đại đao của chúng ta dễ bị phản quan, vậy nên chúng ta nhất định không được để lộ vị trí của mình. Lữ đoàn trưởng vừa dặn dò, mọi người nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Được, toàn thể nghiêm. Bên trái, quay. Đi đều, bước. Nhìn thấy chưa, trung đoàn trưởng chúng tôi dùng binh vẫn là kiểu đó. Bãi cỏ chính là vị trí mai phục tốt nhất bên bờ sông, trong vòng 10 dặm quanh đây. Người xưa gọi là nơi mà nhà binh nhất định phải chiếm được. Nếu như bọn giặc đã mai phục trong bãi cỏ, vậy thì cho dù đội đại đao đi theo trung đoàn trưởng cũng sẽ rơi vào lưới thôi. Phân tích đúng lắm. Vậy nên trung đoàn trưởng mới để đội đại đao mai phục ở bãi cỏ. Cự ly ở bãi cỏ cách vị trí đàm phán 200m. Như vậy trung đoàn trưởng khi đàm phán cũng sẽ yên tâm hơn, không sợ kẻ địch giở trò gì nữa.
Đội trưởng, họ liệu có ném pháo vào rừng cây không? Đội đại đao mai phục rất tốt, họ không phát hiện được đâu. Cho dù là không phát hiện được, một mình trung đoàn trưởng cũng rất nguy hiểm. Đúng là rất nguy hiểm. Trung đoàn trưởng chúng ta một mình tác chiến, nếu như trước kia đội đại đao kịp tới, bọn giặc một khi lật mặt, trung đoàn trưởng sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Hơn nữa theo tình hình trước mắt, ít nhất là một đấu năm. Trung đoàn trưởng của chúng ta dũng cảm gan dạ, một đấu năm cũng không sợ. Nói đúng lắm. Nhưng mà tôi thấy trước khi trung đoàn trưởng tới đàm phán, không phải là tới thể hiện mình là người gan dạ dũng cảm. Vậy gì cái gì? Danh trại ba đang đào hầm trú ẩn, trung đoàn trưởng đang kéo dài thời gian. Đáng tiếc bọn giặc không hiểu gì về bắn tỉa. Nếu không bọn chúng sớm đã phát hiện đại đội đại đao đang mai phục ở bãi cỏ rồi. Ai có thể nói với tôi là vì sao đi? Bởi vì mỗi người trong đội đại đao đều đang ngụy trang. Họ không hề kết hợp mật thiết trên mặt đất. Vậy nên cao hơn mặt đất một chút. 300 người đều như vậy sẽ khiến cho địa hình đặc trưng của khu mai phục. Nói hay lắm, tuyên dương một lần. Đội trưởng, súng của chúng tôi không đủ để nhìn sư đoàn trưởng bọn giặc. Súng của anh đủ tầm nhìn, sao lại không bắn chết hắn luôn đi? Tối qua tôi đã nói với mọi người rồi, mọi người quên hết rồi sao? Người dân vô tội và cả đại biểu đàm phán trong quân đội đều không thể coi là mục tiêu bắn tỉa. Báo cáo trung đoàn trưởng, đội kiểm tra đã kiểm tra hết bãi cỏ rồi, không có giặc mai phục. Lão Tống, bảo các anh em tiếp tục ẩn nấp, nhất định không được bại lộ. Rõ. Tiếp tục ẩn nấp. Rõ. Sư đoàn trưởng, Tề Chiêu đến rồi. Sao hắn lại tới một mình? Đúng như tôi mong đợi. Hắn chính là đối thủ mà tôi muốn. Sư đoàn trưởng, bây giờ là lúc thích hợp để chúng ta tiêu diệt hắn. Nói linh tinh cái gì? Tôi tự có sắp xếp của mình. Tề Chiêu, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Hasegawa Chiro, giữa hai chúng ta không thích hợp để hàn huyên. Trực tiếp đàm phán đi. Tính cách của Tề đại ca vẫn thẳng thắn giống hệt 20 năm trước. Ngồi đi. Đại đội trưởng Nogi, hôm nay tôi không mang đao tới. Sao vậy? Vẫn còn đeo đồ chơi kia sao? Đại đao của anh quá lợi hại, không thể không đề phòng. Có thể hưởng thụ khoảnh khắc hòa bình như vậy, trên chiến trường anh sống tôi chết, đúng là chuyện hiếm có. Hasegawa Chiro, cậu và tôi không cần nhiều lời, bắt đầu đàm phán thôi. Cậu có thể nói thẳng, cậu muốn gì? Được. Vậy tôi vào thẳng vấn đề. Tôi muốn đàm phán với anh. Làm sao thay đổi trạng thái giao chiến giữa chúng ta bây giờ? Chuyện này rất dễ giải quyết. Anh có kiến nghị gì sao? Sư đoàn trưởng Hasegawa Chiro và đội quân tinh nhuệ lập tức rút khỏi Trung Quốc. Vậy thì trạng thái giao chiến giữa Trung Nhật chúng ta sẽ lập tức kết thúc. Anh Tề, tôi và anh không phải lính ngoại giao, không cần nói những lời quang minh chính đại như vậy. Chúng ta vẫn nên đàm phán, làm sao để hòa bình thay đổi đi. Hòa bình thay đổi? Cậu lại có ý gì? Nếu như quân đội của anh bằng lòng tiếp nhận hòa bình thay đổi, trở thành quân hòa bình Thái Ha Nhĩ, vậy thì đội quân của anh sẽ mở rộng trở thành một sư đoàn, mà anh cũng trở thành trung úy chỉ huy. Vậy chẳng phải là trở thành quân hoàng hiệp sao? Không sai. Cậu có biết nhân dân coi quân hoàng hiệp là gì không? Hán Giang, Tề Chiêu tôi ngồi đây đàm phán với anh chính là không hy vọng người Nhật Bản các cậu làm loạn trên lãnh thổ của Trung Quốc chúng tôi.
Xem ra anh Tề không bằng lòng chấp nhận hòa bình thay đổi. Nếu anh thực sự không bằng lòng, tôi vẫn còn một lời đề nghị khác. Tôi đề nghị quân đội của anh từ bỏ Dương Giác Lĩnh. Sau khi từ bỏ Dương Giác Lĩnh, Hoàng quân sẽ cho các anh một con đường sống, cho phép mọi người mang theo vũ khí an toàn rời khỏi đó. Sao vậy anh Tề? Lẽ nào đề nghị của tôi sức nực cười sao? Lẽ nào không phải? Thôn trưởng, tốt nhất đừng giở trò gì với tôi, nếu không tôi giết hết tất cả già trẻ, nam nữ ở trong làng của cậu. Mọi người, Dương Giác Lĩnh đánh thắng trận, giết được rất nhiều địch. Chúng ta hôm nay đại diện cho hương thân phụ lão thôn mình tới thăm hỏi đội đại đao, xuất phát. Đứng yên. Đứng yên, không được cử động. Đứng yên, không được cử động. Áp giải tất cả đi. Rõ. Đi. Thôn trưởng, tất cả tính mạng của người dân trong làng này nằm trong tay tôi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đảm bảo họ bình an vô sự. Nếu không thì đừng trách súng của ông đây không có mắt, làm bị thương người vô tội. Dẫn đi. Các anh em, mọi người từ đâu tới? Chúng tôi là người thôn Lĩnh Hậu tới thăm hỏi đội đại đao. Hai hôm trước chúng tôi có chỉ đường cho đội đại đao. Quá xa là mọi người. Mọi người đúng là hương thân của thôn Lĩnh Hậu sao? Đúng. Được. Cảm ơn. Trung đoàn Lý, cậu ở đây canh giữ. Tôi dẫn mọi người đi. Rõ. Mọi người đi theo tôi. Báo cáo tham mưu trưởng, đây là hương thơ của thôn Lĩnh Hậu, họ mang rượu tới tặng. Hai ngày trước khi anh dẫn đường cho đội đại đao, tôi đã từng gặp anh. Hai vị trưởng quan, mọi người canh giữ Dương Giác Lĩnh chắc vất vả rồi. Tôi đại diện cho mọi người tới thăm hỏi đại đội, tặng mọi người chút rượu. Các hương thơ mang rượu lên. Được, nào 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 nào. Trưởng quan vất vả rồi. Nào, cảm ơn mọi người, rượu ngon lắm. Cảm ơn. Nào nào, ngon lắm, uống thêm một bát đi. Nào uống đi. Cảm ơn mọi người. Trưởng quan đừng uống trong rượu có độc. Cậu dẫn người đi, giết hết những người bên dưới đi. Dân, đi theo tôi. Cậu lập tức gửi điện báo cho sư đoàn Hasegawa, đó là chúng ta chiếm được phong quả đài rồi. Rõ. Người đâu? Phân ra tìm, một người sống cũng không được để lại. Rõ. Hắn giàn chó chết, sao lại chạy tới đây? Không được, mình phải đi báo cáo. Xem ra anh Tề không muốn nhận đề nghị của tôi rồi. Không sai, tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi cũng phải nhắc nhở cậu lập tức suy nghĩ tới đề nghị của tôi. Bảo quân và các cậu rút về nước, bởi vì chúng tôi sẽ không đồng ý lời đề nghị đó. Xem ra tôi chỉ có thể tuyên bố đàm phán thất bại. Đợi một chút, tôi còn có thứ muốn giao cho anh. Cái gì? Tối hôm trước đội của anh tập kích kho quân quả của tôi đã khiến chúng tôi tổn thất nặng nề. Đó chính là phản kháng của chính nghĩa. Ban đầu quân Quan Đông Nhật Bản chiếm đóng Đông Bắc,
tạo thành tổn hại nặng nề cho người dân Trung Quốc. Bây giờ các người lại muốn xâm phạm Trường Thành, mưu đồ vọng tưởng đồng hóa miền Bắc. Tôi có thể nói một câu với cậu, thà chết trên chiến trường, quyết không làm nô lệ mất nước. Nếu đã như vậy thì giữa hai chúng ta đã không còn gì để nói. Túi này là di vật mấy hôm trước tôi tìm được trên người chiến sĩ của anh. Tôi rất khâm phục dũng khí của anh ta. Tôi vô cùng tò mò tại sao trên người mỗi người đều giống nhau như vậy chứ. Đại tráng, cả các anh em đội đại đao, tôi nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Anh Tề, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường thôi. Lúc nào cũng sẵn sàng. Sư đoàn trưởng, chúng ta thả hắn đi dễ dàng như vậy sao? Yên tâm, tôi đã sắp xếp từ sớm rồi. Nogi đã nói rồi, Tề Chiêu Trương ngày mai sẽ tới bờ sông đàm phán với tôi. Đây đúng là cơ hội tốt. Tới khi đó, hắn nhất định sẽ dẫn theo đội đại đao. Đội đại đao chắc chắn sẽ mai phục ở bãi cỏ bên bờ sông. Vậy thì phái quân đội pháo binh tập kích bãi cỏ. Đạn pháo đã bị nổ hết rồi. Biết tại sao bây giờ tôi lại hận Yamaya như vậy chưa? Vậy thì phái binh sĩ mai phục ở đó, tiêu diệt đội đại đao. Tề Chiêu là một người rất cảnh giác. Hắn nhất định sẽ phái người âm thầm điều tra quanh đó. Sư đoàn trưởng có phải đã có cách đối phó với đội đại đao rồi đúng không? Không giấu gì cô, như tới Bạch Đại Tử, tôi đã mệnh lệnh cho đội công binh chôn 150 cân bom rồi. Sư đoàn trưởng đúng là anh minh. Thiếu tá Yamano, cái này là công tắc dẫn nổ. Tôi? Không sai. Đội công binh không thích hợp ngụy trang, mà cô khi ở đội đặc biệt đã là chuyên gia về phương diện này. Vậy nhiệm vụ của tôi là gì? Cuộc đàm phán ngày mai chắc chắn bất thành. Sau khi đàm phán, Tề Chiêu sẽ gặp đội đại đao. Và lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để cô ra tay. Hideko đã hiểu. Ngày mai tôi sẽ một mẻ bắt trọn Tề Chiêu và đội đại đao để báo thù cho tướng sĩ đế quốc đã hy sinh. Quá tuyệt vời. Như vậy không chỉ có thể tiêu diệt đội đại đao, còn có thể vực dậy tinh thần sư đoàn. Nói thật lòng, tinh thần của mọi người đã rất tệ. Kế sách một mũi tên trúng hai đích này của anh thật khiến Hideko bội phục. Kế sách của tôi không phải là một mũi tên trúng hai đích, mà là một mũi tên trúng ba đích. Sư đoàn trưởng còn có kế trong kế sao? Diệu kế là gì? Hideko, có phải là cô rời khỏi đội đặc biệt lâu rồi? Đến cả quy tắc cô cũng đã quên rồi sao? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Xóa. Tôi đã phái người chôn 150 kg bom nổ trên đường về của họ. Đợi chúng cùng vào khu bom nổ sẽ lập tức dẫn nổ. Hôm nay là ngày chết của Tề Chiêu. Cô phải nhớ, máy dẫn nổ cách khu bom nổ chỉ khoảng 60 mét. Cô ấn nút dẫn nổ xong phải lập tức rút lui. Vậy tại sao không kéo dài thêm dây nổ? Đội trưởng công binh nói, dây dẫn nổ nối vào trong rừng cây như vậy rất dễ bại lộ. Tề Chiêu có đôi mắt chim ưng, một khi bị phát hiện, vậy thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển.
Bên đó có người. Phụ nữ ác độc, mấy dẫn đủ. Mọi người nghe thấy gì không? Nghe thấy rồi, là tiếng súng rất đặc biệt, là súng bắn tỉa của nước Đức. Không hay, Hideko gặp nguy rồi. Đi.